Xin chào quý vị và các bạn, đang theo dõi những tin tức mới nhất 24 giờ. Thưa quý vị, chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên hàng loạt vụ lùm xùm liên quan đến một người tự xưng là sư thầy tên Nguyễn Minh Phúc. Người đàn ông này thường xuyên phát ngôn, hành động đi ngược lại với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo, phát trên các trang mạng để tăng lượt xem, tăng tương tác, ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. Mới đây, ông Phúc đã bị bắt vì cáo buộc nhận tách thở đất giúp người dân rồi làm giả giấy tờ chiếm đoạt phí dịch vụ bỏ trốn. Ngày 7 tháng 12, theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là sư thầy ở huyện Củ Chi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bị hại trong vụ án là bà LTHT, sinh năm 1973, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra, năm 2021, bà T có mua một thửa đất diện tích 420,3 m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa đất. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà T thông qua anh LVV, sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi, giới thiệu là quen biết Nguyễn Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng thửa. Mặc dù Phúc không có chức năng để làm thủ tục hành chính tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do Phúc có quen biết và nhiều lần thuê người làm giả giấy tờ bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên Phúc đồng ý nhận thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà T. Phúc thỏa thuận với bà T, anh và V làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng. Phúc nhận trước 70 triệu đồng sau đó thông qua mạng xã hội, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi nhận được hai giấy giả này, Phúc đưa cho bà T một giấy, sau đó cất giấy giả còn lại và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Chờ đến khi nào bà T đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại, Phúc mới đưa giấy giả thứ hai cho bị hại. Sau đó, bị bà T phát hiện và tố cáo, Phúc bỏ trốn sang Thái Lan. Sau khi trở về, Phúc bị cảnh sát triệu tập để điều tra. Ông Phúc tỏ thái độ bên ngoài là hợp tác, nhiều lần cười hề hề cho rằng mình bị oan uổng, là nạn nhân của các đối tượng làm giả giấy tờ và không biết các giấy tờ đất là giả. Tuy nhiên, bằng biện pháp đấu tranh và những bằng chứng rõ ràng, ông Phúc đã có các mối quan hệ với những đối tượng làm giả giấy tờ từ trước. Ông này cũng từng xài các giấy tờ giả để hoạt động tôn giáo trái phép. Với bằng chứng này, sư thầy Thích Tâm Phúc phải cúi đầu nhận tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thực hiện thêm các biện pháp tố tụng theo quy định như giám định tâm thần, tìm thêm bị hại của ông Phúc để mở rộng điều tra vụ án. Được biết, ông Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo, nơi Phúc cư ngụ không phải là cơ sở tôn giáo. Tên Chùa Hoàng Pháp Trung ương chỉ là bảng hiệu do Phúc tự ý dựng. Chính quyền địa phương cũng đã đề nghị Phúc tháo dỡ Hiện trên địa bàn huyện Củ Chi không có cơ sở Phật giáo tên Chùa Hoàng Pháp Trung ương. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Phúc về hành vi khiêu khích, trêu gạo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Với số tiền 2,5 triệu đồng, Phúc đã nộp phạt. Đầu năm 2023, Phòng Nội vụ huyện Củ Chi đã mời làm việc và yêu cầu Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Minh Phúc, cũng từng dính nhiều lùm xùm liên quan đến việc tự xưng sư thầy, làm giả bằng khen, ăn thịt chó và có những phát ngôn hành vi phản cảm. Trước khi bị bắt, Nguyễn Minh Phúc từng tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, tự nhận là trụ trì một ngôi chùa ở huyện Củ Chi. Người này được nhiều YouTuber quay video với nội dung phản cảm khi mặc đồ tu hành nhưng ăn thịt chó, có những phát ngôn phản cảm thiếu văn hóa. Mới đây, tháng 7 năm 2023, Phúc có mặt tại tụ điểm ăn uống ở quận Gò Vấp, khi đang mặc đồ tu sĩ. Thời điểm đó, cảnh sát kiểm tra quán, Phúc âm tính ma túy nên được cho về. Ông Phúc sau đó giải thích Trong một clip, ngồi chơi được một tiếng đồng hồ, công an bao vây, hốt hết tất cả khách lên đồn. Sinh nhật đệ tử thấy vui, đến chúc mừng thôi. Bao nhiêu gái đẹp, trai sáu muối không, kiểu này chết thầy chùa rồi con ơi. Sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, làm rõ người đàn ông tên Phúc. Trước đó tháng 4 năm 2022, ông Nguyễn Minh Phúc gây xôn xao mạng xã hội trong trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đại diện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khi đó lên tiếng cho biết, ông Phúc khi đến chúc mừng một sinh viên của trường trong ngày lễ tốt nghiệp đã thuê lễ phục không phải của nhà trường để chụp ảnh. Ông Phúc chưa từng là người học của trường này. Vào năm 2021, mạng xã hội từng bất bình trước hình ảnh của một người đàn ông đầu trọc mặc áo nhà sư xuất hiện trong clip thầy chùa ăn thịt chó. Người này tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc. Khi đó, ông Phúc còn gây bức xúc do có những phát ngôn sai lệch, xúc phạm Phật giáo. Xác minh của cơ quan chức năng, Nguyễn Minh Phúc từng học tại chùa Hoàng Pháp, huyện Hóc Môn, nhưng mới quy y, chưa xuất gia. Đến năm 2010, Phúc tự lập chùa Ngô Trân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc và trụ trì chùa Ngô Trân Tử. Khi đó, cơ quan chức năng đã xử phạt, yêu cầu tháo rỡ biển chùa. Từ năm 2015, ông Phúc vẫn tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc thành lập các công ty, doanh nghiệp. Kết quả xác minh từ nhà chức trách cho thấy, các công ty này đều không hoạt động sản xuất kinh doanh, sau đó đã bị sở kế hoạch và đầu tư thu hồi tất cả giấy phép. Năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra, phát hiện nhà ông Phúc treo nhiều huân trường bằng khen các loại cùng 3 giấy tờ bằng tiếng nước ngoài có con dấu. Qua công tác giám định, tất cả các giấy tờ này là giả. Người này khai nhận được người khác tặng để treo trong nhà. Khi đó, công an đã thu hồi các giấy tờ trên, xử lý vi phạm hành chính với ông Phúc. Năm 2021, huyện Củ Chi chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm ông Nguyễn Minh Phúc. Đầu năm 2022, người này bị xử phạt 2,5 triệu đồng do có hành vi khiêu khích, trêu gạo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Tháng 3 năm 2023 Cơ quan chức năng tiếp tục yêu cầu ông Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ thông tin trái quy định thuần phong mỹ tục. Trong buổi họp báo định kỳ hồi tháng 8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố, cũng đã thông tin kết quả xác minh xử lý đối với ông Nguyễn Minh Phúc trong vụ nhà sư vào quán nhậu. Theo Phó trưởng phòng Tham mưu, lợi dụng ông Phúc có mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số YouTuber, TikToker đã chụp ảnh, quay video và đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội nhằm câu view câu like, tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni Phật tử cả nước. Một số lợi dụng tính cách, lối sống của ông Phúc nên xúi dục ông này phát ngôn, hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ, tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội như YouTube, TikTok. Trước đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu, yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Minh Phúc người mà báo chí phản ánh tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc, khuấy động mạng xã hội. Vài năm trở lại đây, ông Nguyễn Minh Phúc có những hành động phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Phật giáo trên mạng xã hội. Cũng trên mạng xã hội, ông Phúc còn khoe nhiều huân huy trường bằng khen của lãnh đạo nhà nước, chính phủ. Có thể thấy, thời gian gần đây, sư thầy giả này liên tiếp có những hành vi phát ngôn gây ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của Phật giáo. Tự gắn lên mình chiếc mác sư thầy ông nguyễn minh phúc đã câu view trên mạng xã hội bởi hàng loạt những lùm xùm đặc biệt với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liệu sư thầy dởm này sẽ phải nhận lại hình phạt nào tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo